Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm canh tí Ngày này là ngày Tân Sửu tháng Bính Tuất Năm canh tí và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, bích thượng thổ, ngày tân Sửu tức chi sinh cho can, có nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, bích thượng thổ, kỵ tuổi, ất mùi, đinh mùi, ngày thuộc hành thổ, khác với hành thủy, đặc biệt là tuổi, đinh mùi, quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày xỉu lục hợp với tý tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục xung với mùi hình tuất hại ngọa phá thìn và tuyệt mùi các bạn nhé vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi quý mùi đinh mùi ất dậu ất mão tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn nhâm thìn nhâm ngọ nhâm tý và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt như là sao thiên đức hợp, tốt mọi việc, sao nguyệt đức hợp, tốt mọi việc, kỵ tố tụng, sao thuyên quý, tốt mọi việc, sao phúc sinh, tốt mọi việc, sao hoạt điệu, tốt nhưng gặp thụ tử thì xấu, sao mậu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao sát cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao kim thần thất sát đoạn. Các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao thiên cương hay còn gọi là sao diệt môn, xấu mọi việc, sao tiểu hồng sa, xấu mọi việc, sao tiểu hao, xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao nguyệt hư hay còn gọi là sao nguyệt sát, xấu đối với giá thú, mở cửa, mở hàng, sao thần cách, kỷ tế tử, sao huyền vũ, kỷ an táng, sao thứ tứ thời đại mộ, kỷ an táng nhé. Về các hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng Tây Nam. Và tiếp theo, mời các bạn đón xem từ vị chi tiết 12 con giáp, Chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020, như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020. Ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này nhờ có tam hội phù trợ mà bạn tuổi Tý có một ngày làm việc rất chi là bình yên, cái mối quan hệ với đồng nghiệp hòa hợp khiến cho công việc của bạn tuổi Tý tí, tiến triển rất chi là thuận lợi hơn hạn so với những ngày bình thường. Và bạn mệnh tuổi Tý trong ngày này chính là người có vai trò gắn kết tập thể với nhau nữa. Được. Cái cơ hội thăng tín có thể xuất hiện ngay trước mắt với bạn tuổi Tý, vì thế mà bạn hãy tự tin nắm bắt. Đừng để cho cái cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc, quý nhân xuất hiện, phù trợ khiến cho cái công việc của bạn tuổi tí càng trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn rất chi là nhiều trong ngày hôm nay nhé. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi tí, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này nhắc nhở cho bạn mệnh tuổi tí rằng gia đình của bạn đang tồn tại một số cái vấn đề không thể lờ đi được bạn tuổi tí nhé. Ngày này, nếu cặp vợ chồng có cái điều gì đó không bằng lòng với nhau thì cần phải thể hiện rõ cái quan điểm không nên giấu ở trong lòng nhé. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, công việc thuận lợi, từ vi tuổi bính tý thuộc thủy, hòa hợp với đồng nghiệp, từ vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, quý nhân xuất hiện, từ vi tuổi canh tý thuộc thổ, nắm bắt cơ hội, từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, vợ chồng bất hòa đoạn. Vậy đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020. Ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu xin tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này bạn đang gặp được ngày quốc thực thần xuất hiện. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Sửu trải qua một ngày rất chi là may mắn trên cái phương diện tài lộc với mình nhé. Trong ngày này, những người kinh doanh buôn bán nhận được cái sự tin tưởng của khách hàng và có cơ sở để mở rộng sản xuất kinh doanh với bạn nữa đó nhá và trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi sửu á những người làm ở văn phòng bạn có thể có một ngày làm việc khá chi là yên bình tính cách của bạn ôn hòa và thân mật với mọi người nhờ đó mà bạn luôn xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao tốt đẹp tuy nhiên bạn cũng cần phải cẩn thận với những kẻ giả dạ tạo xuất hiện xung quanh mình bạn tuổi sửu uh, nhá và trong ngày chủ nhật này đối với bạn tử xỉu ngày này bạn lại đang gặp được ngày có họ sinh cho thổ vượng cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tử xỉu lại có phần được tốt đẹp cái mối quan hệ giữa bạn tử xỉu và người nhà rất chi là hài hòa dù có bất đồng ý kiến xảy ra thì đôi bên cũng sẽ không cãi vã to tiếng nói lời tổn thương nhau mà bình tĩnh thảo luận cùng với nhau nhờ thế mà mọi việc được giải quyết một cách êm ấm bạn tử xỉu nhá. Từ tuổi Sửu nhé. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim làm ăn phát đạt, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy mở rộng kinh doanh, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa quan hệ xã giao hài hòa, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ cẩn thận kẻ xấu, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc vợ chồng hòa hợp. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao tài lộc, 5 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi Tỵ tuổi dậu. Tử vi tuổi dần, chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020 ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này, bạn đang gặp được ngày cố chính ấn phù trợ. Đây là cái dấu hiệu may mắn trên cái côn đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi dần trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi dần, bạn có thể nhận được cái sự công nhận của đồng nghiệp và cấp trên do những cái sự cố gắng và cống hiến của bạn trong suốt cái thời gian vừa qua. Đây là bước đệm để cho bạn tiếp tục thăng tín trên cái con đường công danh sự nghiệp của mình nữa đoạn. Tuy nhiên với bạn tuổi dần trong ngày này bạn cần phải cởi mở hơn với mọi người có nhiều việc bạn mệnh vận chọn cách dự ở trong lòng thay vì việc chia sẻ với người khác bạn cần phải trò chuyện nhiều hơn để cho mọi người hiểu thêm về bạn nữa bạn tuổi dần nhé. Tuy nhiên trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dần, cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày có thổ khác với Mộc, cho nên với bạn tuổi Dần, bạn cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình, đừng có cho rằng đã quá thấu hiểu mọi việc mà đưa ra những cái quyết định độc đoán không quan tâm tới cảm xúc của người kia bạn tuổi Dần nhé và tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy cấp trên đánh giá cao tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa có cơ hội thăng tín tử vi tuổi mạo dần thuộc thổ cần cởi mỡ hơn tử vi tuổi canh dần thuộc mộc lắng nghe nửa kia tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim không nên độc đoán luận. về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao. Con số may mắn số 1, số 5. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường màu xanh lá cây, màu trắng. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất tuổi hợi. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi mạo, siêng tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tủy mạo trong ngày này, bạn đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cho nên, về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi mão đang có cái điểm báo không được tốt. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi mão và con cái của mình không được mấy hòa hợp. Và bạn tuổi mão bạn có thể sẽ cảm thấy vô cùng nóng giận vì con cái không chịu nghe theo lời của mình. Tuy nhiên, với bạn, đừng có mắng con cái mà trước hết cần phải nghe con cái giải thích, phải dùng cái biện pháp mềm đã bạn tuổi mão nhé. Còn về tình cảm của bạn và người ấy cũng có thể xảy ra cái sự mâu thuẫn trong ngày vì có nhiều cái quan điểm không trùng hợp. Bạn tuổi mão, bạn cần phải suy nghĩ cởi mở hơn để sẵn sàng lắng nghe những cái điều người ấy nói. Đừng có khăng khăng làm theo ý của mình. Được. Nhưng trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi mão, sự nghiệp của bạn lại đang gặp được ngày có thiên ấn giúp sức. Cho nên bản mệnh tuổi mão tạo dựng được cái uy tín của mình. Bạn là chỗ dựa cho nhiều người xung quanh nhờ tài năng của mình mà với bạn tuổi mão hoàn toàn có thể đưa cả tập thể tiến tới cái thành công nhanh hơn đối bạn tuổi mão nhé. Về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy lắng nghe con cái, tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa dễ nội nóng, tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ bất đồng quan điểm với nửa kia, tử vi tuổi tân mão thuộc mộc tạo lập uy tín, tử vi tuổi quý mão thuộc kim cần cởi mở hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Mạo trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh chuối, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Từ vi tuổi thìn, chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sông, thìn tuất xịu mùi, cho nên với bạn tuổi thìn, bạn đang có cái điểm báo dễ gặp phải những trục trặc trong công việc của mình ngày hôm nay. Và bạn tuổi thìn, bạn có thể phải đối mặt với kẻ tiểu nhân trong ngày. Nhưng bạn chớ có náu nảy, bạn cần phải bình tĩnh để tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Rồi mọi người sẽ nhận ra ai là người đúng, ai là người sai bạn tuổi thìn nhé. Trong ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi thìn, Ngày này, bạn nên tránh những cái hoạt động như là tranh chấp, kiện tụng. Vì vậy, bạn không nên nghiêm trọng hóa vấn đề, khiến cho những cái mâu thuẫn trong tập thể càng thêm sâu sắc hơn. Và nếu có thể, với bạn tuổi thìn, bạn hãy giải quyết theo cái biện pháp hòa bình là tối ưu nhất với bạn nhé. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi thìn, ngày này bạn lại đang gặp được ngày của họa sinh cho thổ vượng cho nên với bản mệnh tuổi thìn, nên tâm sự những điều chất chứa ở trong lòng với nửa kia của mình để hai người cùng thảo luận và tìm ra cách giải quyết thỏa đáng nhất. Đoạn. Nhiều người cùng nghĩ thì vấn đề sẽ được giải quyết nhanh gọn hơn rất chi là nhiều bạn tuổi thìn nhé. Về từ vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa, họ, vướng họa tiểu nhân, từ vi tuổi bính thìn thuộc thổ, công việc trục trặc, từ vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, không nên kiện tụng từ vi tuổi Canh Thìn thuộc kim tâm sự với nửa kia từ vi tuổi Nhâm Thìn thuộc Thủy tìm cách giải quyết vấn đề luận về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 4 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc Cát Tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi tỵ Chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020. Ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi tỵ ạ, Xem tử vi cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này, bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cái điều này ảnh hưởng xấu đến cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi tỵ, bạn mệnh dễ nhận phải cái sự nghi ngờ của đồng nghiệp. Bạn cần phải dùng thực tế để chứng minh sự trong sạch của mình nữa. đoạn Trong ngày này, đối với bạn tuổi tỵ nếu như là người làm lãnh đạo, bạn có thể là người thẳng thắn, và có cái sự quyết đoán. Tuy nhiên, bạn sẽ dễ đưa ra những cái quyết định sai lầm vì quá nóng vội. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn mạnh tuổi tỷ là bạn cần phải lắng nghe những người xung quanh mình nhiều hơn bạn tuổi tỷ nhé. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi tỷ, bạn lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại có phần được tốt đẹp, cái mối quan hệ của bạn với nửa kia rất chi là hài hòa, đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày trong cuộc sống, nhờ thế mà cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn nữa và tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa đồng nghiệp nghi kỵ tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ chứng minh bản thân tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc quyết định nóng vội tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim học cách lắng nghe tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy vợ chồng thấu hiểu về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày chủ nhật sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao quân số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Ngọ, chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020 ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này bạn rất dễ mất bình tĩnh trong ngày hôm nay do chịu tác động của cục diện ngũ hành tương hại gây ra cho bạn và bạn tuổi ngọ bạn to tiếng với mọi người dù nguyên nhân chẳng có gì là to tát cái điều này khiến cho mọi người không muốn tiếp xúc nhiều với bạn trong ngày đâu đó bạn tuổi ngọ nhé Tính thiếu kiên nhẫn cũng khiến cho bạn mệnh tuổi ngọ dễ dàng gác lại những cái công việc khó khăn đang quản giang dở. Và bạn tuổi ngọ, bạn cần phải tự cổ vũ mình tiếp tục. Bởi nếu như bạn tạm dừng như vậy thì càng lúc sẽ càng thấy ngại hơn khi bắt tay vào công việc mà thôi bạn tuổi ngọ nhé. Và trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi ngọ là bạn hãy lắng nghe và trò chuyện với mọi người nhiều hơn, không nên tự tách mình ra khỏi tập thể như vậy của đồng nghiệp và bạn bè bên cạnh. Bạn mới không phải lo lắng mỗi khi đối diện với những cái khó khăn, thử thách trong công việc bạn tự ngọ nhé. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim dễ mất bình tĩnh, tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy bị xa lánh, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa dễ bộ cuộc, tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ lắng nghe và giao tiếp nhiều hơn, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc không nên cô lập mình. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày chủ nhật, sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi, chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020 ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi mùi ạ xem tử vi cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung thìn tuất xịu mùi cho nên với bạn tuổi mùi đang có cái sự tự tin thái quá vào ngày hôm nay và bạn tuổi mùi bạn mệnh không nên muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai cả và lúc nào cũng muốn là người giận đầu và bạn tuổi mùi bạn có thể sẽ gặp nhiều rắc rối vì cái việc này mà mình gây ra đó bạn tuổi mùi nhé và trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi mùi bạn cũng cần phải chú ý tới cách ăn nói của mình tránh làm mất lòng người khác khi muốn góp ý cho ai đó thì bạn nên dùng những từ ngữ uyển chuyển tránh dùng những từ ngữ quá trực tiếp lại gây tổn thương cho người đối diện cho người nghe bạn tuổi mùi nhé trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đang gặp ngày của thổ khí vượng, cho nên với bạn tuổi Mùi, bạn cần phải suy nghĩ cởi mở hơn và sẵn sàng tiếp thu những cái ý kiến của người khác. Những cái suy nghĩ bảo thủ của bạn đôi khi khiến cho mọi việc trở nên khó giải quyết hơn rất chi là nhiều và với bạn tuổi Mùi, bạn cần phải học cách suy nghĩ đa chiều nhiều hơn nhé và tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tự tin thái quá tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy chú ý cách ăn nói tử vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa tổn thương người khác tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ tiếp thu ý kiến tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc gặp nhiều rắc rối đoạn về đánh giá của ba tuổi mùi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi hợi, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân, chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020, ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi thân xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này bạn đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cho nên đối với bạn tuổi thân đang quản độc thân thì rất đào hoa trong ngày hôm nay nhé với bạn tuổi thân nhờ bản tính hài hước của bạn mà bản mệnh dễ nhận được cái sự chú ý của những người khác phái đây là cái cơ hội tốt để cho bạn mở rộng cái mối quan hệ xạ giao của mình biết đâu lại tìm được người tâm đầu ý hợp với mình trong suốt cuộc đời thì sao đó bạn tự thân nhé và trong ngày này đối với bạn tuổi thân, những người đã lập gia đình rồi thì được tận hưởng một bầu không khí rất chi lầu hòa hợp giữa các thành viên trong nhà. Bạn có chủ trương, ai có vấn đề gì thì nên tâm sự với nhau và sau đó mọi người sẽ cùng tìm cách giải quyết thích hợp nhất với bạn tuổi thân nhé. Và trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi thân, bạn lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh đây là cái tin vui báo hiệu cho bạn tuổi thân là cái côn đường tài lộc của bạn rất chi là tốt nhất là đối với những ai đang làm nghề tự do bạn có thể tìm được một cái khoản đầu tư trị vọng hoặc là những mối quan hệ hợp tác làm ăn rất quý giá đây có thể là đoàn bẫy giúp cho bạn tuổi thân tiến nhanh hơn trong tương lai của mình nữa đoạn vậy từ vi tuổi giáp thân thuộc thủy đào hoa vượng sắc từ vi tuổi bính thân thuộc hỏa gia đình hòa hợp từ vi tuổi mậu thân thuộc thổ thích hợp đầu tư từ vi tuổi canh thân thuộc mộc đối tác trịn vọng từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim gây ấn tượng tốt nhé với đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi giàu, tuổi tốt. Từ vi tuổi giàu, Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dậu ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn đang gặp được ngày cố cục diện ngũ hành tam hợp tị dậu xỉu cho nên với bạn tuổi dậu, bạn dễ dàng tạo lập được uy tín nhờ vào cái kinh nghiệm của bản thân mình. Cái điều này khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy nệ phục bạn nhờ bạn có tài năng, tài chỉ huy và tầm nhìn xa trông rộng mà bản mệnh tuổi dậu có thể hướng mọi người đi tới thành công nhanh hơn nữa đó bạn tuổi dậu nhé. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Dậu, bạn lại cần phải chú ý tới tính cách hiếu thắng của bản thân mình. Khi đứng trước những cơ hội, bạn cần phải suy nghĩ tính toán thật kỹ càng, không nên mù quáng đâm đầu vào những việc nằm quá khả năng của bản thân mình bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Dậu, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì bạn nên đi về hướng hỷ thần hoặc là hướng tài thần hướng Tây Nam. Hai cái hướng này khiến cho mọi việc với bạn tiến trị một cách thuận lợi. Và bạn tuổi dậu, bạn mệnh cũng có thể gặp được quý nhân nếu như chọn được hướng đi thích hợp với mình trong ngày nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy tạo lập được uy tín, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa không nên hiếu thắng, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ suy nghĩ kỹ càng, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc không nên mù quáng từ vi tuổi quý dậu thuộc kim nhìn xa trông rộng Được. về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi tuất.

ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tuất xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tuất tuất tự hình cho nên với bạn tự tuất đang có cái sự quá thẳng thắn trong ngày hôm nay dù mục đích của bạn mệnh là tốt đi chăng nữa thì vẫn có thể gây ra những cái phản ứng trái chiều với mình và với bạn tuổi tuất bạn cần phải chú ý tới cách diện đạt của mình bạn tuổi tuất nhé trong công việc của bạn tuổi tuất ngày chủ nhật này bạn rất dễ gặp phải những cái trở ngại tuy nhiên bạn không nên đầu hàng ngay lập tức mà nếu như một mình không thể giải quyết được vấn đề thì đừng có ngần ngại xin sự trợ giúp của đồng nghiệp hoặc là những người có kinh nghiệm xung quanh mình bạn tuổi tuất nhé và trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tuất ạ ngày này cái vận trình của bạn lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng cho nên về phương diện gia đình lại rất chi là tốt. Gia đình là bến đỗ in bình đối với bạn mệnh tuổi tuất và bạn có thể tâm sự mọi điều với nửa kia của mình. Cho dù hai người có đưa ra được những cái hướng giải quyết hợp lý hay là không thì bạn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất chi là nhiều nữa bạn tuổi tuất nhé. Vài từ vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa quá mức thẳng thắn, từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ gây phản ứng trái chiều từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc không nên đầu hàng từ vi tuổi canh tuất thuộc kim nhờ sự giúp đỡ từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy tâm sự với nửa kia luận vài đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 6 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu đo đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thân, tuổi dậu. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này, bạn đang gặp được ngày nhờ có chính quan phù trợ cho nên công việc với bạn tuổi hợi đang có được những cái bước tín rõ ràng đó. Và bạn tuổi hợi bạn nhận được cái sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Nhờ thế mà cho dù bạn bắt tay vào làm việc gì đi chăng nữa, bạn cũng có được cái sự ủng hộ của mọi người trong ngày luôn nhé. Với bạn tuổi hợi, bạn mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, tuy nhiên trong ngày này lại dễ rơi vào tình trạng bạo thủ, cứng nhắc và bạn cần phải lắng nghe ý kiến của mọi người kỹ càng hơn trước khi định phản bác bất kỳ cái điều gì được. Với bạn tuổi hợi, bạn cũng biết đã có người vô tình chỉ cho bạn một con đường đúng đắn để đi rồi đó bạn tuổi hợi nhé. Nhưng trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi hợi, cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy và bản mệnh tuổi hợi, bạn và nửa kia dễ gặp trục trặc trong cái chuyện tình cảm vào ngày hôm nay. Có thể tất cả những gì mà bạn nghĩ chỉ là hiểu nhầm mà thôi, bạn cần phải trò chuyện thẳng thắn với nhau trước khi đưa ra bất kỳ cái quyết định gì bạn tuổi hợi nhé về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa công việc phát triển tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ đồng nghiệp tin tưởng tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc nhiều người ủng hộ tử vi tuổi tân hợi thuộc kim suy nghĩ bảo thủ tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy mâu thuận với nửa kia luận về đánh giá của ba tuổi hợi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.